Xin chào các bạn, thì hôm nay mình xin nói rõ với các bạn biết là cái dùng VPN để mà xem mấy cái kênh nó vốn khóa thẻ IP bằng cách nào. Thì ở đây mình không hiểu tại sao cái tool AZ Screen Recorder không quay được, nên mình phải quay thông qua cái máy vi tính của mình. Do đó khi hình ảnh chuyển động thì nó sẽ bị mờ, mong các bạn thông cảm nhé. Cái giải pháp của mình ở đây á, là mình sẽ dùng cái OpenVPN Client. Đây, tại sao mình lại dùng OpenVPN Client? Mình không dùng VPN khác hoặc là những cái dùng thẳng cái proxy có sẵn của Wi-Fi. Thì do ở đây các bạn thấy á, là mình vô cái phần edit này. Đó, các bạn thấy là nó sẽ cho phép chúng ta tùy chọn được cái app nào sẽ dùng. Thì ở đây mình ví dụ mình dùng Kodi đi, thì mình sẽ chọn Kodi ở trong cái list này. Hay Kodi. Rồi, lưu lại. Cái việc này tránh cho các bạn khi mà dùng những cái app khác mà không muốn qua VPN. Ví dụ như là YouTube này nọ, để giảm băng thông, giảm cái sức chịu tải cho server, thì các bạn dùng cái OpenVPN này rất là tiện. Đây mình sẽ kết nối luôn. Rồi, mình sẽ quay lại với cô đi. Đây là cô đi, thì mấy kênh ca cộng này mình chỉ theo mà cho vui thôi. Chứ khi mà triển khai mình không thể nào mà bỏ các kênh ca cộng vô list này được. Quá trình get link thì có thể xảy ra diễn ra hơi bị lâu. Có vẻ nguồn không xem được rồi. Hãy bỏ qua đi. Ở đây mình sẽ xuống cái phần đầu tiên là nhóm kênh của VTV Play. Đó, nhóm kênh này thì có các kênh là hay, ví dụ là VTV K3 Thể thao TV. Tốc độ get link thì rất là nhanh. Đối với VTV Play á, thì khi mà mới play á, vài giây đầu nó sẽ bị lag như thế, nhưng mà trong quá trình xem á, thì hình ảnh chuyển động rất là mượt mà. Giờ ở đây á, là mình do cái phần mềm mà chiếu màn hình của mình nó phiên bản miễn phí cho nên nó mờ, chứ thật ra là xem trên điện thoại rất là nét. Ở đây còn có kênh bóng đá TV HD nè, và kênh thể thao tin tức HD. Đây là cái kênh mà hay phát giải Ngoại hạng Anh, một số trận mà K cộng không đặc quyền. Đó, chất lượng cũng là HD luôn nha. Rồi tiếp theo là đây là list của clip TV, thì mình thấy kể cả những cái logo này nó cũng rất là giống với lại bên FPT Play, thì mình không biết là cái nguồn họ có giống hay không. Nên mình vào thử kênh cho bạn coi. Mình thấy cái list của clip TV này cũng chẳng có gì hấp dẫn cả. Mình thử bắt thử cái VTC3 HD. Cái rồi. Đó. Chất lượng là HD rồi. Chất lượng là HD luôn, như vậy là do mờ, là do phần mềm quay màn hình thôi. Rồi. Cuối cùng là list kênh FPT Play. Thì đối với cái list kênh FPT Play này nè, do là mình chưa có đủ điều kiện nên là mình ghét những chế mới, mình mới mua cái gói VTV Cap này thôi. Đó, những cái kênh thế này, chứ còn những kênh Qnet á, thì mình phải mua thêm. Thì cái này là ạc là của mình, từ đó chỉ cần một mình mua các gói kênh này là các bạn đều có thể xem được.
HD thử. Kênh bóng đá TV HD, chuẩn HD luôn nha. Còn những cái kênh mà thuộc gói WeNet thế này thì không xem được là hiển nhiên rồi, bởi vì cái gói mình chưa có mua. Khi các bạn vào xem kênh WeNet thì nó sẽ ra mời bạn mua gói kênh này. Đó. Rồi. Thì về tương lai á, thì mình sẽ hỗ trợ thêm nhiều một số cái website khác nữa. Tuy nhiên là mình thấy là những cái list kênh này cũng khá là đầy đủ rồi, thì mình sẽ cố gắng làm những kênh của nước ngoài. Ví dụ mình kiếm thử những cái nguồn nào mà có như Disney, rồi Star Movie, HBO hay Discovery, National Geographic hay gì đó, thì mình sẽ cố gắng mình kiếm nguồn và mình sẽ bổ sung vào list này sau. Rồi, còn những kênh K cộng là gần như là thua, không thể nào mà kiếm được trên mạng. À, may quá. Lâu mới demo được một kênh K cộng chứ. Ai, mà mình lặp lại nữa là K cộng này là mình không share được nha các bạn, vì vấn đề độc quyền. Mong các bạn thông cảm. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.